Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở kênh Bóng Đá Hot. Trước khi đến với những thông tin nóng nhất ngày hôm nay, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ tin tức mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng điểm qua những tin chính có trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Kim Sang Sik đến Việt Nam tiếp quản chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia khi mà bóng đá nước nhà đang chìm trong mớ hỗn độn. Giấc mơ lần đầu tiên tham dự World Cup của đội tuyển Việt Nam đã xa dần tầm với khi chúng ta đã để thua cả hai trận trước Indonesia hai trận đấu vốn được đánh giá là then chốt trong việc vượt qua vòng loại thứ hai cơ hội là rất mong manh vậy nên một số người còn nói rằng hai trận đấu còn lại với philippines và iraq tại vòng loại thứ hai chỉ giống như một dịp fifa days không hơn không kém mà thôi ấy vậy mà chỉ sau một trận đấu tất cả hy vọng đã được thắp sáng trở lại tất nhiên là đội tuyển việt nam đã đặt mục tiêu không gì khác là giành chiến thắng trước philippines để tiếp tục công cuộc còn nước còn tát trên lý thuyết Thế nhưng mục tiêu thực tế hơn lại là việc giúp huấn luyện viên Kim Sang Sik có được màn ra mắt thành công trong triều đại của mình tại giải đất hình chữ S thì hơn. Đáng nói trước giờ bóng lăn ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines, chúng ta hãy tin đội tuyển Indonesia đã gục ngã trước Iraq với tỷ số 0-2. Mọi thứ đang đi đúng với quỹ đạo và điều này càng giúp những chiến binh sao vàng nhập cuộc với quyết tâm cao độ. Để rồi chúng ta được chứng kiến một tinh thần thi đấu kiên cường và một màn rượt đuổi tỷ số không tưởng của đội chủ nhà trước Philippines. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik bị dẫn trước và tưởng chừng đó sẽ là mở đầu cho một cơn ác mộng của đội chủ nhà ngày hôm ấy. Thế nhưng nó chỉ là mở đầu cho một bộ phim bom tấn được công chiếu trên sân vận động Mỹ Đình mà thôi. Tiến Linh tìm lại được bản năng sát thủ vốn có đã được giấu kín trong một năm rưỡi qua khi ghi tới cú đúp bàn thắng để giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn ngược 2-1. Và khi người hâm mộ đang nghĩ dần về 3 điểm thì cái cảm giác ấy lại tới. Đội tuyển Philippines có được bàn gỡ hòa ở phút 89 pha xe lưới Văn Lâm của đội bạn khi đó như đã bóp nghẹt bao trái tim của người hâm mộ Việt Nam, bởi chúng ta hiểu chỉ giành một điểm sẽ khiến giấc mơ dự World Cup 2026 chính thức tan thành mây khói. 7 phút bù giờ, người hâm mộ đổ dồn sự kỳ vọng và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cũng đổ dồn quyết tâm vào khoảng thời gian này để còn nước còn tát cho cơ hội cuối cùng. Và thế rồi mọi nỗ lực của các cầu thủ từ đầu trận đến cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Phút thứ 90 cộng 5, Tuấn Anh tung cú nã đại bác nhưng không thể chiến thắng được thủ thành bên phía đội bạn. Bóng nảy ra để rồi Tuấn Hải xuất hiện như một định mệnh để mang về niềm vui cho đội tuyển, cho cổ động viên Việt Nam với cú đá bồi ấn định chiến thắng 3-2 chung cuộc. Thắng rồi, huấn luyện viên Kim Sang Sích đã có được màn ra mắt thành công với kịch bản mà có lẽ trước trận ông chẳng hề nghĩ tới. Còn với các cổ động viên Việt Nam, có lẽ đây là lần đầu tiên mà chúng ta ăn mừng chiến thắng trước đối thủ Philippines mà lại vỡ hòa, lâng lâng đến như vậy. Và quan trọng là mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Đội tuyển Việt Nam đã có 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng tiến vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Giờ thì tiếp tục chiến đấu thôi. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ còn một lượt trận cuối gặp Iraq để có thể lật ngược thế cờ vào lúc này, dù biết sẽ rất khó khăn. Xong, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ở cục diện bằng ép hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã đứng thứ 3 với 3 điểm và đã mất đi quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, đối thủ sắp tới của chúng ta là đội tuyển Iraq đang dẫn đầu bảng với 15 điểm và đã sớm giành được tấm vé đi tiếp. Còn Indonesia đứng nhì bảng với 7 điểm và tràn trề cơ hội tiến vào vòng trong. Như vậy, tấm vé đi tiếp còn lại của bảng F sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Do hai đội bóng này không còn trận đối đầu trực tiếp với nhau nên quyền tự quyết nằm trong tay của đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ là một điểm và gió hoàn toàn có thể đổi chiều sau lượt trận cuối. Vậy thì cơ hội nào để đội tuyển Việt Nam lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng loại thứ ba? Theo đó thì thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik buộc phải thắng đội tuyển Iraq ở lượt trận cuối, sau đó chờ đội tuyển Indonesia không thắng đội tuyển Philippines. Khi đó chúng ta sẽ có 9 điểm và đội bóng xứ vạn đảo có tối đa 8 điểm, qua đó chính thức giật tấm vé đi tiếp từ tay đối thủ. Đương nhiên 3 điểm sẽ là mục tiêu không thể khác được của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik cho chuyến làm khách trên sân của Iraq. Do biết sẽ thật khó khăn khi đối thủ là đội bóng hàng đầu châu lục, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam cũng có những cơ sở để có thể thực hiện hóa mục tiêu ở lượt trận cuối và hiện thực hóa mục tiêu ở cả chiến dịch này. Sau trận thắng Philippines, huấn luyện viên Kim Sang Sik đưa ra tuyên bố đầy chất thép như thế này. Năm ngày chuẩn bị vừa qua rất ngắn ngủi, cầu thủ đã rất cố gắng. Tôi muốn cảm ơn các học trò của mình. Với người hâm mộ, tôi muốn nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để tạo sự tận hưởng cho người hâm mộ giành chiến thắng để người hâm mộ vui và yêu đội tuyển Việt Nam hơn. Thêm vào đó, tinh thần của Tiến Linh và các đồng đội đang lên rất cao sau chiến thắng hoạn mục trước Philippines. Đó sẽ là cơ sở để chúng ta có thể chờ đợi vào màn lên hương của những chiến binh sao vàng trước Iraq. Trong khi đó, đối thủ của chúng ta đã chính thức có được tấm vé đi tiếp. Bởi vậy, có thể họ sẽ nhập cuộc với một tâm thế thoải mái và thi đấu vừa phải trước chúng ta, qua đó để giành bài vở và sức lực cho những trận đấu tại vòng loại thứ ba. Bên cạnh đó, đội tuyển Philippines đang cho thấy sự đáng gờm với màn thể hiện trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình vừa qua. Họ có thể gây khó khăn cho chúng ta thì cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự trước Indonesia ở lượt trận cuối. Và đó cũng là điều mà truyền thông xứ vạn đảo đang lo sợ vào lúc này. Tờ Bola nhấn mạnh, đừng bao giờ đánh giá thấp cơ hội đi tiếp của Việt Nam, nhất là khi đội bóng này vừa có huấn luyện viên mới. Chứng kiến Philippines ghi được hai bàn thắng trên sân Mỹ Đình, dù chung cuộc họ thua Việt Nam 2-3, điều này có nghĩa là Indonesia không thể đánh giá thấp Philippines. Cánh cửa thứ hai để đội tuyển Việt Nam có thể đi tiếp là chúng ta hòa Iraq trong khi Indonesia thua Philippines ở lượt trận cuối. Khi đó hai đội cùng có 7 điểm. Theo quy định của vòng loại World Cup 2026, khi hai đội bằng điểm, thứ tự ưu tiên các chỉ số phụ được xem xét lần lượt là hiệu số bàn thắng, số bàn thắng ghi được và thành tích đối đầu. Hiện tại đội tuyển Việt Nam và Indonesia đang cùng có hiệu số bàn thắng bại là âm 2. Bởi vậy nếu hai đội bằng điểm nhau ở lượt cuối, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik chắc chắn sẽ có vé đi tiếp vì có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Chúng ta đã đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Iraq thì một trận hòa trước đối thủ chẳng phải là điều gì quá xa xỉ. Thực tế giành một điểm trước đội bóng Tây Á sẽ là mục tiêu khả dĩ với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik hơn. Tuy nhiên mọi thứ vẫn phải phụ thuộc vào Indonesia, Philippines Tuy nhiên, Philippines khó có thể cản nổi quyết tâm hừng hực của thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong với mục tiêu giành tấm vé đi tiếp. Lợi thế đôi chút dành cho đội tuyển Việt Nam là trận đấu giữa Indonesia và Philippines sẽ diễn ra sớm hơn trận đấu giữa đội nhà với Iraq vài tiếng. Nếu Indo đánh bại Philippines, giấc mơ dự World Cup khi đó của chúng ta sẽ chính thức tan thành mây khói và trận đấu với Iraq chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên nếu Indonesia không thể thắng Philippines, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ nắm quyền tự quyết trong tay và dễ tính toán hơn trước khi bước vào trận đấu định mệnh với Iraq. Vậy nên hỡi anh bạn Philippines, mong các bạn đừng buông xuôi ở lượt trận cuối dù đã hết hy vọng đi tiếp. Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn sẽ đồng hành cùng các bạn để đánh bại Indonesia hoặc ít nhất giành được một điểm ở lượt trận cuối. Thực tế phát biểu của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Philippines Tom Senfith cũng khiến chúng ta yên tâm phần nào khi được hỏi về mục tiêu của đội tuyển philippines thi đấu với đội tuyển indo sắp tới nhất là khi sẽ có rất nhiều người hâm mộ việt nam cổ vũ huấn luyện viên trưởng đội tuyển philippines khẳng định tôi hy vọng nếu nhận được sự ủng hộ của người dân việt nam thì rất tốt nếu chúng tôi thắng đội tuyển indo đội tuyển việt nam thắng đội tuyển iraq thì sẽ đi tiếp chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể tuyển indonesia là đội bóng mạnh và cũng muốn giành chiến thắng trận đấu tới sẽ rất khó khăn với tuyển philippines tuy nhiên dựa vào đối thủ cũng chỉ là một phần mà quan trọng là ở chúng ta nữa Đội tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp nếu hòa hoặc thắng Iraq, còn sẽ dừng chân nếu thua đối thủ. Trường hợp khác nếu Philippines cầm chân được Indonesia, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ buộc phải thắng Iraq nếu muốn giành tấm vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Ngược lại sẽ bị loại nếu hòa hoặc thua đối thủ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF không đặt nặng mục tiêu buộc phải đi tiếp cho huấn luyện viên Kim Sang-sik ở chiến dịch này, bởi đơn giản vị chiến lược gia người Hàn bắt đầu chiều đại với bóng đá nước nhà với mọi thứ đã rất ngổn ngang. Tuy nhiên sẽ thật tuyệt nếu vị tân thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam làm nên điều kỳ diệu với một cú lội ngược dòng trên bảng xếp hạng để rồi hiên ngang tiến vào vòng loại thứ ba. Những bài học sau một chiến thắng. Thắng là vui nhưng cách thắng có phần thoát tim với tỷ số 3-2 trên sân nhà trong thế lội ngược dòng của đội tuyển Việt Nam trước Philippines để lại không ít điều cần nói. Vui vì cơ hội vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam vẫn còn đó. Trên lý thuyết thì đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai với điều kiện cần và đủ là thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik thắng chủ nhà Iraq đã đứng nhất bảng F. Đồng thời trên sân nhà, đội mạnh hơn là Indonesia không thắng được Philippines. Cần nhắc lại rằng huấn luyện viên Kim Sang Sik hoàn toàn không chịu trách nhiệm cũng như phải chịu bất kỳ áp lực nào về thành tích của đội tuyển Việt Nam ở hai trận cuối tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 6 và 1 giờ ngày 12 tháng 6. Nếu đội tuyển Việt Nam phải dừng chân, đó là một kết quả bình thường, nhưng nếu đội tuyển Việt Nam đi tiếp, đó là công sức lớn của toàn thể đội tuyển Việt Nam, từ ban huấn luyện cho đến các cầu thủ. Từ những phân tích trên, tất cả những nhà chuyên môn cho đến người hâm mộ chỉ quan tâm là huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tuyển chọn đội hình ra sao và đội chơi như thế nào. Tối mùng 6 tháng 6 ở đội hình xuất phát, huấn luyện viên Kim đã áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Với đấu pháp này, trong chuyên môn thường nói về hai tiền vệ biên công thủ toàn diện với yêu cầu này, ở Việt Nam hiện nay chưa có cầu thủ nào đủ trình độ cũng như thể lực cùng sức mạnh đáp ứng tròn vai ở vị trí này. Ở đây là Khuất Văn Khang và Phạm Xuân Mạnh. Văn Khang mất hút khi phải thường xuyên lùi sâu tham gia phòng ngự, trong khi sở trường của Khang là thiên về tấn công. Cặp tiền vệ trung tâm là Hùng Dũng Hoàng Đức, cả hai cũng không có thế mạnh tranh chấp, thu hồi bóng nên đội hình đội tuyển Việt Nam thiếu một tiền vệ đánh chặn. May cho đội tuyển Việt Nam khi Philippines không phải là đội mạnh, chưa là đối thủ ngang tầm với đội tuyển Việt Nam. Cũng như trước khi Risen số 9 mở tỷ số cho Philippines ở phút 62, các chân sút đội bạn đã bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn rất rõ ở hiệp 1. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã có những điều chỉnh và thay người hợp lý, hiệu quả. Đầu hiệp 2, ông đã thay tiền vệ trái Văn Khang bằng hậu vệ trái Phan Tuấn Tài, người với cú tạt bóng từ ngoài biên tạo điều kiện cho Tiến Linh đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Huấn luyện viên Kim cũng đưa Tuấn Hải thay Quang Hải để Tuấn Hải đá đúng vị trí sở trường tiền đạo biên từ phút 72 và tiền vệ Tuấn Anh thay cho Hùng Dũng phút 88. Đây là hai cầu thủ góp công gián tiếp và trực tiếp đem lại bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 3-2 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 90 cộng 5. Không ai có quyền đòi hỏi nhiều từ huấn luyện viên Kim Sang Sik khi ông chỉ mới chính thức ký hợp đồng với VFF từ ngày 9 tháng 5 và cũng chỉ có 5 ngày làm việc với các tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Vì thế, trận thắng trong ngày ra mắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc là sự động viên rất quan trọng về mặt tâm lý cho hành trình dài phía trước của đội tuyển Việt Nam. Nội dung trên đây cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những video trên kênh Bóng Đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.